À, xin chào các bạn. Hôm nay Akashop gửi bạn một video review về dòng xe Future 2018 mẫu mới nhất hiện nay. Lắp đặt bộ sản phẩm chống trộm, chống cướp, tìm xe trong bãi, chống vết xe, Hypergon cũng mới mẫu, cũng với mẫu Hypergon mẫu mới là mẫu 2018. Mẫu 2018 với đặc điểm nhận dạng dễ nhận biết là remote như thế này, siêu remote 3 nút. Còn đối với những mẫu trước kia thì sẽ là xài phíp cảm ứng hay là phíp cảm ứng điện rung. Đó là những mẫu trước kia. Còn mẫu mới 2018 này mình sẽ sử dụng là hai remote 3 nút như thế này. Vì sử dụng remote 3 nút thì cái thao tác của bạn nó dễ dàng hơn. Nó không phải như giống mẫu trước kia là xài cảm ứng. Thì phần cảm ứng cái thao tác cảm giác nó hơi khó nhạy hơn so với các bạn sử dụng remote như thế này. Remote, việc thao tác trên remote nút nhấn rất là dễ dàng. Nên sau này mẫu 2018 chuyển qua xài cho bạn như thế này. Cái mẫu của remote này cũng đẹp luôn. Nó nhìn giống như các remote trên các dòng xe hơi. Nhìn nó rất là đẹp mắt luôn. Mà hay rõ ha. Đây là đặc điểm để nhận dạng cái mẫu 2018 so với mẫu trước kia. Và hiện nay đa số anh em khi lắp chống trộm thì sẽ lắp đầy đủ những chức năng như là chống trộm, chống cướp, tìm xe trong bãi, chống vết xe. Còn đối với những bộ chống trộm hồi xưa thì hầu như chỉ là chống trộm mà tìm xe trong bãi, chống vết, phần chống cướp thì không có. Nhưng mà với cái tình trạng an ninh hiện nay thì anh em đa số chọn luôn phần chống cướp để phần chống cướp làm việc để bảo vệ tài sản của các bạn. Bởi vì khi các bạn di chuyển lưu thông trên đường gặp các trường hợp dàn cảnh cướp xe hay gì đó, hoặc là dàn cái trường hợp mà các bạn cảm thấy mất an toàn với tính mạng và tài sản, thì các bạn chỉ việc rời xa xe sớm nhất cùng với cái remote này trên người. Khi sử dụng những bộ chống trộm chống cướp, các bạn luôn luôn đeo remote bên người. Thì khi có trường hợp mất an toàn thì các bạn chỉ việc rời xa xe thôi, để các bạn bảo vệ tính mạng của các bạn. Còn phần tài sản là chiếc xe quý của các bạn thì sẽ có hệ thống chống cướp làm việc. Trong ít phút nữa các bạn sẽ biết phần chống cướp làm việc như thế nào, bạn xem video này sẽ hiểu rõ. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua về bộ này. Một bộ sẽ luôn có hai remote kèm theo như thế này. Và hai remote là chức năng như nhau, không có cái nào chính, cái nào phụ hết. Và khi sử dụng các bạn nên nhớ tuyệt đối đừng để remote rớt vào nước. Nó giống như cái điện thoại của bạn thôi. Các bạn đi mưa rửa xe thì nó bình thường. Dù đi mưa thì vẫn là bên ngoài, không bình thường bên trong. Nhưng mà các bạn để rớt remote xuống nước luôn thì lúc đó sẽ ảnh hưởng đến độ bền của remote và ảnh hưởng đến chất lượng remote luôn. Nên các bạn nhớ xài những cái bộ chống trộm remote nhận diện giữ xe như thế này, nên đừng sử dụng tuyệt đối, đừng để rớt vào nước nha, hoặc là đừng để nước đổ vào như thế này, rất là nguy hiểm với remote. Các bạn có ai thắc mắc là khi xài thì hết pin như thế nào? Mình xin trả lời luôn. Trong thời gian sử dụng, khi remote này sắp hết pin sẽ có tín hiệu báo hai xi nhan trên đồng hồ tự động chớp tắt. Nếu các bạn đang sử dụng xe mà các bạn thấy tự động không có mở xi nhan gì hết, không tác động gì hết, mà tự nhiên cái xi nhan trái phải là tự động nó nhá lên, nó báo cho bạn biết remote này sắp hết pin, thì các bạn thao tác là các bạn tắt remote này ra làm đôi. Bên trong sẽ có pin, các bạn mua cục pin để vào, các bạn thay thế vào thì remote các bạn sẽ được hoạt động trở lại đầy đủ, pin mạnh. Và lưới điểm đó sẵn đây mình nói trên video luôn, để anh em, hay là anh em cứ lo lắng là đang chạy mà remote hết pin thì như thế nào, thì trong lúc xài các bạn nhớ để ý phần cảnh báo remote sắp hết pin nha. Rồi một bộ chống trộm chống cướp Hypergon mẫu 2018 này sẽ có những đầy đủ chức năng như là tìm xe trong bãi, chống vết xe, chống trộm chống cướp. Chống trộm là như thế nào? Chống trộm là khi không có tín hiệu từ cái remote này, tương ứng với việc không có chủ xe ở gần, xe không nhận được tín hiệu từ cái remote, hoặc là các bạn ở gần luôn nhưng mà các bạn tắt remote đi, remote không phát sóng, thì khi đó xe sẽ hiểu là không có chủ xe thì không thể nào mở được hệ thống điện của xe. Và trước tiên khi sử dụng thì các bạn phải kiểm tra remote mình đang tắt hay đang mở nha, mới biết được để sử dụng. Khi remote đã tắt rồi thì chức năng tìm xe trong bãi, chống vết xe cũng không thể sử dụng được luôn. Bắt buộc các bạn phải mở remote lên. Và đây là thao tác kiểm tra remote. Các bạn nhấn nút ở dưới cùng với chữ mode trên remote nè. Các bạn để ý sẽ có đèn. Đây nó chớp 3 lần như thế này là remote mình đang tắt nha. Còn nếu nó chớp 1 lần remote đang mở. Giờ mình kiểm tra cái bên phải. Bây giờ cả hai remote thì đang tắt. Rồi, cả hai remote thì đang tắt thì không phát sóng, xe sẽ hiểu là không có chủ xe. Bây giờ mình đưa bất cứ dụng cụ nào để mở hệ thống điện của xe bất hợp pháp. Mình lấy chìa khóa để mở, hoặc là tượng trưng cho một cái dụng cụ đoạn mở khóa đi, mình mở hệ thống điện của xe lên. Tại rõ chưa? Bây giờ khi mở lên xe sẽ cảnh báo như thế này, còi hậu biết chưa,
À, các bạn khởi động động cơ luôn nè. Đây là, bây giờ mình tắt này để nghiêm. Đây là chức năng chống trộm. Và lưu ý nha, vừa rồi là khi mình thử cho bạn xem chức năng chống trộm, là cho dù đưa chìa khóa hay bất cứ dụng cụ đoạn nào mở lên hệ thống điện xe, nhưng mà không thể nào khởi động động cơ. Đây, khi không có tín hiệu từ remote này là xe sẽ bật cảnh báo như thế này. Bạn sẽ biết. Đây là chức năng chống trộm. Và cho dù có lên hệ thống điện như thế này, các bạn khởi động động cơ luôn cũng không thể nào khởi động được động cơ. Đó, rồi. Đó là chức năng chống trộm. Cái đến sẽ là chức năng tìm xe trong bãi và chống dắt xe và chống cướp nữa. Bây giờ trước tiên mình sẽ mở remote lên để sử dụng được chức năng tìm xe và chống dắt. Như nãy trên video mình nói, bắt buộc sử dụng những chức năng đó, bắt buộc remote mình phải mở. Và vừa rồi là mình kiểm tra hai remote mình đang tắt đúng không? Bây giờ thao tác dùng để mở remote và tắt remote. Các bạn muốn mở remote hay tắt remote, các bạn sử dụng nút cuối cùng luôn như các bạn đè luôn. Các bạn đè đến khi đèn vừa nháy đèn, các bạn buông tay ra, các bạn nhấn một lần là để chuyển đổi trạng thái trên remote từ tắt sang mở hoặc từ mở sang tắt. Đây mình làm thao tác chuyển đổi trạng thái remote cho bạn xem. Đè giữ luôn nè. Đến khi đèn chớp buông tay ra nhấn một lần. Phải chưa? Đèn từ yếu chuyển lên sáng mạnh là mình mở remote. Còn nếu remote mình đang mở, mình sử dụng thao tác vừa rồi thì sẽ là từ đèn sáng mạnh hạ dần xuống tới tối là các bạn tắt remote. Rồi, bây giờ cái thằng remote này đang mở nè, thì các bạn sử dụng được chức năng tìm xe trong bãi và chống dắt xe nha. Tìm xe trong bãi các bạn sử dụng nút ở giữa nè. Trên remote thì có 3 nút, nút trên cùng chỉ là cái biểu tượng thôi, cho nó đẹp mắt thôi chứ không sử dụng nha. Rồi bây giờ sẽ là tìm xe trong bãi, sử dụng nút ở giữa. Nhấn một lần, bạn ý là xi nhanh sẽ nháy đèn nè. Thấy chưa? Cả xi nhanh trước và xi nhanh sau đều nháy đèn. Đây là chức năng tìm xe trong bãi. Rồi sau khi các bạn tìm được xe thì các bạn chỉ việc lại gần thì xe nhận được tín hiệu từ remote này là các bạn mở hệ thống điện của xe và khởi động bình thường. Đây mình làm gì đó cho bạn xem luôn. Bây giờ remote mình đang mở rồi thì mình đưa chìa khóa vào, mình mở hệ thống điện xe bình thường. Thấy chưa? Khởi động cơ. Còn vừa rồi là ở chế độ chống trộm là không có tín hiệu remote, đưa vào mở lên điện nhưng không thể nào khởi động động cơ. Và khi đó xe cũng bật cảnh báo còi hụ rất lớn. Đó là trường hợp xâm phạm xe bất hợp pháp. Còn bây giờ có được tín hiệu từ remote thì mở được hệ thống điện và khởi động động cơ như bình thường thôi. Rồi bây giờ xe mình sẽ thử với bạn chức năng chống dắt xe. Muốn bật chức năng chống dắt xe mình sử dụng nút dưới nhấn một lần thôi. Lưu ý nha, nút trên là tìm xe trong bãi, không phát ra tiếng kêu, chỉ nháy đèn thôi. Còn nút dưới là bật chống dắt, nhưng mà khi bật chống dắt là cũng giống như là tìm xe phát ra tiếng kêu. Xi nhan sẽ nháy đèn và phát ra tiếng kêu tít tít. Tại bãi, xi nhan vừa nháy đèn và đồng thời bật ra tiếng kêu tít tít trên hệ thống. Bây giờ xe các bạn sẽ bật chức độ chống dắt. Chống dắt là như thế nào? Là khi các bạn mở chức năng này lên rồi, xe có sự di chuyển bất hợp pháp, hoặc là đó, đụng vào xe, xe có sự chuyển động là bật cảnh báo. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Trước tiên là xi nhan nó nháy đèn, thấy chưa? Sau đó nữa là bật cảnh báo tít tít. Im lặng rồi nhưng mà các bạn đụng nữa thì xe càng phát ra tiếng kêu như thế này. Đó, bạn lưu ý, khi xe mình có sự chuyển động là có phát ra tiếng cảnh báo. Bây giờ các bạn muốn tắt chức năng này bắt buộc các bạn phải có remote, thì các bạn nhấn nút tìm xe hay gì đó thì các bạn sẽ tắt chức năng chống dắt. Vừa rồi mình nhấn thao tác tìm xe nè, nút trên cùng, xi nhan trên xe nháy đèn báo là biết đã nhận được tín hiệu từ remote rồi. Thì bây giờ chức năng chống dắt đã được tắt đi và thấy rõ, đụng vào xe, xe không phát ra tiếng kêu. Rồi kế đến sẽ là chức năng chống cướp, chức năng quan trọng cho các bạn để bảo vệ tài sản với tình trạng hiện nay, tình trạng về phần an ninh khi các bạn lưu thông ngoài đường. Bây giờ mình sẽ đưa chìa khóa vào, mở hệ thống điện của xe và khởi động động cơ. Rồi các bạn lưu ý nha, động cơ đã được khởi động rồi. Rồi khi, như mình đã nói, khi các bạn gặp các trường hợp mà các bạn cảm thấy mất an toàn, các bạn chỉ việc rời xa xe đi, bảo vệ tính mạng của bạn mới là quan trọng. Phần tài sản này sẽ được chức năng chống cướp làm việc. Bây giờ mình sẽ cho hai cái remote đi luôn.
rời xa xe. Trong khu vực nếu có nhiều vật cản thì tầm khoảng 5 mét trở đi là bắt đầu mất tín hiệu, là sẽ bật cảnh báo. Còn khu vực không có vật cản, nó đồng trống đi thì các bạn cách nó xa hơn nữa, nó lên kéo khoảng 9-10 mét. Khi xe không nhận được tín hiệu từ remote, lúc đó xe sẽ bật cảnh báo còi hậu như thế này, thấy chưa? Sau đó tắt luôn động cơ, và thấy rõ lúc này tắt động cơ và chớp xi nhan như thế này, cho bạn xem chớp xi nhan luôn. Và động cơ đã tắt đi thì cho dù các bạn có thể khởi động như thế này luôn nè, đang khởi động động cơ mà cũng không thể nào khởi động được động cơ. Bạn thấy rõ lúc này chức năng chống cướp đang làm việc, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ cho tín hiệu remote trở về gần. Tương ứng với việc có mặt chủ xe ở gần đó thì tự động nhận tín hiệu từ remote nhận diện chủ xe này. Khi đó xe sẽ tắt đi cảnh báo, không còn bật còi hậu lớn như nãy nữa, và các bạn có thể khởi động động cơ, các bạn di chuyển như bình thường. Đây được gọi là chức năng chống cướp tự động, tất cả hoàn toàn tự động. Remote mình có mở, lại rất lại gần, xe nhận được tín hiệu từ remote thì mở được hệ thống điện của xe. Còn không có tín hiệu từ remote này, cho dù có ngồi gần mà các bạn tắt đi thì xe sẽ hiểu không có chủ xe. Nên bộ chống trộm Hyper-V 2018 này còn được gọi là bộ chống trộm chống cướp với remote nhận diện chủ xe, tất cả hoàn toàn tự động. Sẽ có một bộ sản phẩm đó là bộ Hyper Remote AB, thì cái bộ đó sẽ không có phần tự động như thế này. Các bạn muốn sử dụng chức năng chống trộm chống cướp hay chức năng tìm xe gì đó thì các bạn bắt buộc phải thao tác trên remote, chứ không có tự động rời xa như cái bộ Hyper-V 2018 này. Và nên phân biệt được hai cái loại đó để các bạn chọn để lắp đặt phù hợp với cái túi tiền và phù hợp với yêu cầu sử dụng của từng người. Và tất nhiên thì cái bộ remote AB giá thành sẽ mềm hơn, dễ sử dụng hơn với bộ remote nhận diện chủ xe Hyper-V 2018 này. Rồi vừa rồi là mình nói cho bạn nghe đầy đủ những chức năng luôn: tìm xe trong bãi, chống dắt xe, chống trộm chống cướp tự động. À, mình nói một điều nữa là khi các bạn tới nơi, các bạn tắt chìa khóa xe đúng không, các bạn xuống xe thì các bạn tắt luôn cái remote này đi. Để chi? Thứ nhất, tiết kiệm được pin trên remote. Khi nào mình cần lấy xe thì mình hãy mở remote lên và mình lấy xe, mình khởi động động cơ. Và còn tới nơi các bạn tắt luôn remote thì các bạn tiết kiệm được pin remote, các bạn sử dụng được lâu hơn. Và thứ hai nữa là khi các bạn tắt remote thì xe sẽ không nhận được tín hiệu từ remote, thì xe sẽ bật cảnh ba cái chức năng chống trộm lên liền để bảo vệ tài sản của bạn được an toàn hơn nữa. Còn khi muốn cần lấy xe đi thì cứ mở remote lên, xe nhận được tín hiệu từ remote là mở hệ thống điện của xe và khởi động động cơ và lấy xe đi như bình thường. Đó là điểm lưu ý các bạn sử dụng những bộ chống trộm chống cướp có remote nhận diện. Cứ về tới nơi hay gì đó tắt remote đi, khi nào cần mở remote lên. Và hiện nay dòng sản phẩm này lắp đặt được hầu như thông dụng mọi loại xe trên thị trường. Đối với từng dòng xe riêng mình có làm những video riêng, còn cách thức sử dụng đều là giống nhau hết. Các bạn muốn tham khảo cái bộ này trên từng dòng xe thì các bạn hãy sạch từ khóa là tên của dòng xe cùng với chữ chống trộm chống cướp Hyper-V và chữ AKSHOP phía sau để sạch được những video trực tiếp bên mình làm để các bạn tham khảo cách thức hoạt động. Còn nói chung là nó đều giống nhau thôi, lắp vô xe nào thì cách thức hoạt động đều giống nhau. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Video được thực hiện bởi AK Shop,